Công tác giải phóng mặt bằng cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ đến nay đã hoàn thành việc bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng được 24,83 km trên 32,53 km, đạt 76,33%. Hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến nhánh tại thị trấn Bến Quan dài gần 1 km. Bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh 2,3 km, đạt 68,6%. Còn gần 8 km chưa bàn giao, trong đó khoảng 6,5 km liên quan đến các hộ dân vào khu tái định cư. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Lan Hương đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc. Đối với các mỏ đất đắp, đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thẩm định và phê duyệt. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến đề nghị các địa phương trong vùng giải phóng mặt bằng giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại phát sinh để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Liên quan đến công tác tái định cư, các địa phương, các sở ngành liên quan tiến hành đồng thời các công việc để trong tháng 11 năm nay hoàn thành việc xây dựng các khu tái định cư.